Rồi, hello, xin chào anh em quay lại với kênh Phong Dụng của Nhật. Ngày hôm nay giới thì có mấy món giới thiệu tới anh em, là nhất là những cái bộ dụng cụ anh em đi lưu động, đi phượt. Và thứ hai nữa là bộ tô bít điện tử và cái bộ khoan tay và bộ kềm làm trong trang sức. Và đầu tiên sẽ giới thiệu cho anh em mấy bộ tô bít đây anh em. Anex, mã của nó là No 3350. Thằng này được thiết kế đoạt giải Good Design, thiết kế tốt này. Và trên bên trong của nó bao gồm những cái size như sau, là No vít ba ke này, bốn cạnh này, No 1, No 2, No 3, và cả vít dẹp là -6, và cái cây lục giác bông, lục giác hoa thị á, là T20, 25, 27, 30, và lục giác thường. Đầu lục giác thường là H4, 5, 6, và đục lục giác bi là 4, 5, 6. Đó. Nhưng mà nó có gồm bao gồm là chỉ có 7 cây thôi. Bao gồm 7 cây tô vít. Và một cái cán rất là xịn. Với giá bộ này là 1 triệu 406 ngàn. Nó cái giá là 1 triệu mấy anh em không không nhiều kêu cao, nhưng mà khui ra anh em mới thấy. Rất là đơn giản. Đây, ứng dụng của nó này, đấy, sơ bộ bên ngoài ha, đó, đây, nhật không, rồi, khui luôn cho anh em coi, nó bao gồm một cái túi như vậy này, rất là xịn này, túi này thì bao bao xịn rồi, đó, made in Japan ha, đây có thể là anh em đeo, bị tê đeo, rất là chắc, hư được, cái túi này chắc không hư nổi đâu, chắc cũng bền khá bền đấy. Đây, nó có bao gồm là một cái cán và 7 cái đầu vít. 7 cái đầu. Một đầu của nó là hai đầu hai size. Đó. Đây. Cái cây tô vít. Cái cán. Cán tay vặn thôi. Anex. Mã của nó. Đây. Made in Japan. Rồi, đơn giản một cái cán. Chú giới tiếp giới thiệu tiếp theo, và những cái cây tô vít hai đầu đó rất là tiện lợi nha, nó thay cho gần như cả bộ lục giác và bao nhiêu cây tô vít rồi đó, bao gồm 7 cây, hai cây là tô vít đầu ba ke. Đây, giới thiệu từng cây cho anh em đi. Cây đầu tiên, tất cả đều có từ tính ha. Cây đầu tiên là cộng 1 và cộng 3. Đây, cộng 3 đầu này, ba ke này, một bên này. Đó. Cây này rất là xịn ha. Cây thứ hai là cộng 2. No 2. Và -6, -6 đây, no 2 đây, hai đầu, đó là 4 size ha. Con này là lục giác. Một đầu là lục giác thường, một đầu lục giác bi. Lục giác thường anh em vặn thẳng đứng, còn lục giác bi anh có thể cho một góc nghiêng 20 tới 20 tới 30 độ. 4. Và cây lục giác 5 ly. Đó, 5 ly. Đầu bi và đầu thường. Rồi cái thứ ba về của lục giác bi, một đầu bi, một đầu thường là 6 ly. Đó. Là ba cây lục giác đó. Bi và thường. Đây còn hai cây nữa. Đây, lục giác. Cây nhỏ đi. Đây, lục giác bông hay lục giác hoa thị. Hai đầu, mỗi đầu mỗi size T20 và T25. Đó. Và một đầu là T27 và T30. Đó. Rất là nhiều size cho anh em lựa chọn, là xài tương đối đủ rồi đó. Thì nó dùng như nào? Tại cái cán này. Đây. Anh em cứ xài thoải mái, cắm vào và sẽ vặn thôi. Vặn. Cứng quá đúng không? Xoay ngang lại. Dùng sức vặn rất là tiện lợi. Rồi gom cắt mở ra lúc cắt bỏ bao dắt trong túi rất là tiện. Bộ này nó 1 triệu 400, 1 triệu 406 ngàn. Thực ra nó thấy là 1 triệu mấy mất, nhưng mà này, bộ này hơi xịn đó.
đây còn mấy bộ thôi. Rồi bộ này lưu động, ok anh em đi phượt hợp lý. Rồi cái thứ hai, bộ này bộ lục bộ tay bộ vặn vít đa năng, mã của nó là nô 2000, nô 2000 anh. Nó bao gồm các size như sau: ba cái cây tô vít, cái đầu ba cái đầu tô vít cộng 1 cộng 2 cộng 3, và ba cái đầu vít dẹp cộng trừ 4 trừ 5.5 trừ 7, và mấy cái đầu lục giác 2.5 3 4 5 6, và một cái đầu chuyển từ lục giác sang đầu 1/4 inch, và một cái tha cái đầu một lục giác và đầu này để gắn đầu tiếp, gắn đầu nội vít đó. Và có bao gồm các lục đầu đầu tiếp, cái đầu tiếp 1/4 inch 5 6 7 8 9 10 11 12 13 đó. Và một tay cầm tự động, giá nó 743.000. Giá khá mềm cho một bộ này. Đây. Thì cái tay vặn đây, thì cái tay vặn đây là vặn tự động. Đó anh em thấy không? Ở đây là cái nút đảo chiều. Đây. Rồi bây giờ nó dùng thì một là anh em có thể dùng trực tiếp với cái đầu mấy cái đầu vít. Trực tiếp với đầu vít. Ví dụ như ở vị trí mà cần gần, ở ngoài thông thoáng. Còn ví dụ cần sâu hơn thì anh em có thể dùng cái đầu nối này. Đầu nối này dài hơn. Đó. Và thay đổi những cái đầu đầu kia. Và chúng thay đổi những đầu kia. Đó. Trong này đầu này có 500 cho nên yên tâm. Thì rất là tốt. Rồi. Đây là cái đầu để chuyển. Đầu chuyển từ một đầu là gắn vào đầu vít. Đó, một đầu gắn vào cái tay cầm, một đầu gắn vào cái cục tiếp 1/4 inch. Rất là gọn, thì mình có thể dùng cho vít hoặc là tiếp. Ừ. Đây là nắm gạt. Thì nó cũng có ba nấc. Nấc này đây có ba khứa, ba khứa anh em nhìn thấy ba khứa. Ở khứa trong cùng thì nó có thể là vặn vặn vào, vặn ra. Đó, vặn ra. Vào là nhả, ra. Còn ngoài cùng là vặn vào. Chạy ngược lại là anh tháo. Đó. Và ở giữa, nấc ở giữa là nó bình thường. Các bạn như bình thường. Đó. Thì anh em tùy anh em lựa chọn cái thao tác cái vị trí nào thôi. Rồi. Đó, nó bao gồm khá là nhiều đồ. Một bộ 743.000 khá rẻ. Rồi đi phượt thì anh em có thể là xài thêm cái kìm này, bỏ trong cốp xe hoặc là bỏ trong túi. Cái kìm bằng cắt kẹp. Cắt được, kẹp được. Đó, cán trần. CN1200N. Tiền này có thể cắt được khép 0 rưỡi tới 2.0. Kìm cắt cứng được, cắt thoải mái. Đây. Cán không có bọc gì hết, trơn tru luôn. Chỉ có sơn bình thường thôi. Nó chỉ sơn chống rỉ sét này kia một lớp bình thường thôi. Pin TTC CN CP200N made in Japan, nó là tiêu chuẩn zip. Cái này cầm rất là chắc thì xài thoải mái. Anh em đi phượt thì tiện, rất là tiện lợi. Rồi. Đây, anh em sửa chữa điện tử. Thì về cái những cái con lục giác bông thì đây là có gần như đủ. T3, T4, T5, T6, T7, T8, từ T3 cho tới T8 bao gồm là 6 cây. 6 đầu, mỗi cây là 2 đầu. Đó. Mã của nó là nô 3602. Giá của nó là 502.000. Đây, nó đều là một cái túi da đẹp. Made in Japan. Anex. Đây là cái cán tô vít. Đây cán tô vít, đầu này xoay nhanh. Đó. Thì nó xài đơn giản thôi, thì cắm vào đây thì nó hai đầu, đầu hai size khác nhau. Thì anh em xài đầu nào thì mình mở ra. Đút vào, vặn lại, siết lại rồi vài size thôi. Đó, xài điện tử mà. Xài ok. Rồi, bộ này 502.000.
rất là tiện lợi, Anex Nhật Bản. Rồi tiếp theo là anh em nào điện tử mà anh em là xài thường là mình khoan những cái bảng mạch hoặc là khoan những cái phần nhựa, cái tấm nhựa hoặc tấm PK thì anh em có thể xài được cái mũi khoan này. Nếu mà cần cái mũi cái đựa cái mũi cái mũi khoan đó, nó có thể cập được từ 0.1 cho tới 3 ly 2 đó, và 3 nó đi kèm theo 3 cái mũi khoan là 2, 2.5, 3 đó. Đây cái công việc của nó đây, nó có thể khoan những cái lỗ mà bắt những cái đồ chơi hoặc là những cái này, giống như là bạc này, đồ trang sức này đó, đồ trang sức cũng được, những cái co chỗ vị trí và những cái con gắn những cái đá đá gắn đá trên trên đồng trên bạc bạc hoặc là bên trang sức á, bên đồ trang sức rất là hay, cái này là xài đó. Bộ này thì nó có kè, nó kèm theo ba mũi khoan, mình sẽ thử luôn cho anh em coi cái bộ này, giá là 422.000. Bây giờ mình khoan thử cho anh em coi, mình lấy một cái mũi nào, mình lấy cái mũi nhỏ đi, mình khoan thử cho anh em coi cái thao tác đó ha. Cái này thì anh em có thể là đảo chiều nha, tháo ra và đảo chiều, nó có thể đây là đảo chiều, đây là cái vị trí cặp, bốn mâm cặp, bốn chấu, thì bên này của là nhỏ hơn, thì anh em nào gắn cái mũi khoan nhỏ thì mình chuyển qua cái đầu bên này nhỏ, còn gắn mũi khoan lớn hơn xíu thì mũi bên này. Thì bây giờ cái mũi này thì mình gắn cái đầu nhỏ đi, cái đầu lớn, cái đầu lớn, đây, đút vào. Vậy thôi, bằng tay mà. Trên này là đầu xoay nhanh, thao tác mình cầm vậy. Anh em mình trong ngành thì biết rồi, làm sao cho mình cầm có lực là được. Bây giờ mình khoan thử trên một cái ống nhựa này để anh bàn cho anh dễ. Dân nghiệp dư có khác. Đúng rồi đó. Thì mình làm xong thì ví dụ như bây giờ mình có thể thay đổi mũi khoan thì mình tháo ra lấy mũi khoan đó thôi đó, nó đơn giản, rất là đơn giản. Đây một bộ của nó gồm 3 mũi khoan, giá 422.000. Khoan bản mạch, khoan những cái vật kem kim loại mềm như bạc, vàng bạc đồ được. Nói chung là bên trang sức là xài ok. Rồi bên anh em điện tử. Rồi, tiếp theo là hai cây kem chuyên dùng cho làm trong trang sức. Một cái là để uống những cái cọng trang sức. Như đây. Đây. Có thể là uống cong, mình kẹp hai đầu tròn, uống cong tròn. Bản thân là nó một cái đầu kề đầu của nó là một ly, cho nên nó có thể uống được những cái lòng rất là nhỏ. Mã của nó là TM09. TM09. Đó. Giá của cái này là 413.000. Đây, sơ bộ. Đó, Tsunoda Made in Japan TM09. Và thiết kế của nó là hai cái đó, thiết kế là hai hàm đối xứng nha, chứ không phải là hai hàm hai bên. Cho nên độ chính xác của nó rất là cao, nó không bị chê lệch đi như so với những cái kiểu thiết kế khác. Ok, kẹp đây và uống, kẹp uống. Rồi giá là 413.000 trong ngành trang sức. Thì có uống rồi, uống rồi thì bây giờ cắt. Cắt. Đây, thì dùng cái kìm để cắt. Cắt những cái đồ trang sức mình khi mình làm xong những cái bộ phận dư thừa mình cắt bớt đi, hoặc là mình cắt để mình đo cái thước chẳng hạn. Thì nó sẽ lừa cắt. Thì nó là mã nó là TM01 Tsunoda Made in Japan. Đó. Và thiết kế những cái dòng này rất là nhỏ gọn. Thiết kế này rất là mắc tiền. Những cái dòng này rất là mắc tiền. Nhưng mà nó là một lò xo, nó thiết kế những cái lò xo bung ra này. Đó, lò xo kiểu này. Giá 444.000. 3 con số 4.
Rồi thì anh em nào làm trong ngành trong làm đồ trang sức thì có thể là sắm những cái đồ này chắc rất là quen thuộc. Còn anh em đi phượt thì thấy xài những cái bộ như này rất là tiện lợi và hợp lý. Thì những cái này là mình giới thiệu sơ bộ, còn ví dụ anh em có thể ứng dụng những cái công việc khác nhau thì anh em có thể là mua về mình ứng dụng. Chứ mà nhiều khi không phải là dùng trang sức là chỉ dùng như đó, nó có thể dùng nhiều thứ khác, anh em có thể là vận dụng nó vào công việc của mình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.